Chị còn bộ trà này chứ chắc cũng cá câm hả chị? Ờ, cái nào đó? Này nè. Ồ, cái này có mấy triệu không à? Tầm 7 triệu nào đấy. Còn đây cũng được. Giá này hơn 100 triệu nè mọi người. 150 triệu là rẻ. 150 triệu hả ba? Nãy cô nói 150 triệu là rẻ. À tại nãy chị nói hơn 100 triệu. À 150 triệu chứ. Nghĩ là mấy trăm. Cái này gần cả gan nha mọi người. Mình đặt luôn. Nguyên khối. Cái chân này nguyên khối luôn nha mọi người. Nguyên khối. Nguyên cái tràng gỗ luôn nha mọi người. Này là 300 triệu. Con cá này là 25 triệu. Bộ này là 300 triệu. Cái này cũng là Cẩm Lai mà tay này. Nguyên bộ này luôn hả chị? Nguyên bộ này là 300 hả? Dạ, nguyên bộ này 300 anh ạ. Cái này cũng Cẩm Lai nha. Xoay hàng Cẩm Lai. Đây là phòng để không được đồ nhà xô không ai làm ở tới. Chỉ ở có một phòng thôi, còn đây là phòng có con trai đi bộ đội rồi. Con trai đi bộ đội rồi không ai ở. Đâu mới có 51 giàu dưới vậy. À. Hả? Đấy, nhà nuôi xì đấy đó. Ở này dài chắc còn hơn 50 thước hả chị? Dạ, là 67 thước làm hết luôn. Phải ngâm mấy cái hũ gì vậy? Rượu hết, ở đây cái thích là uống rượu, ăn cơm nhà ở ăn cơm đi bộ đội về mình cơm ăn. Thôi về đi. Đây là rất là hiếu khách. Cái rượu đó là ngâm trị gì? Cái này là rượu đi nâng nhà làm 10 năm rồi. À. Bây giờ đào về để ngâm, nhưng mà khách tới thì mời người ta uống. Rượu này là 60.000 lít, đấy đều rượu tốt không à? Dạ. Bán 60 ha. Sâm hay gì chị, sâm hả? Sâm gọi là sâm đinh năng ấy, 10 năm rồi mà ý là để cho người ta uống thôi chứ không có bán. À còn này cũng đinh năng luôn hả chị? Dạ, đinh năng hết đấy, đinh năng hết đấy. Mấy cái hũ trên? Hũ trên là... xin. À, nó cũng giống chuối hột quá chị nè, chắc hình như có chuối hột nè, chuối rừng. Có chai chim bác 18 mà để khoai uống kìa. Chim bác 18 không á? Uống không? Không, em thích cái chị là tới đây là đồ gỗ. Để nhà mình có gì cũng gỗ không? Chỗ nào cũng đẹp hết, không chỗ nào mà chỗ nào thích hết, chỗ đẹp hết. Không phải là gỗ là đẹp. 40 triệu này. 7 triệu tá. Tại vì đâu biết làm giả đâu. Sao kỳ vậy? Đi không phải. Cái răng nó hơi vàng mình đi chám vô, mình gọi là mình đi bọc răng sứ. Bọc sứ bọc hết 140 triệu. Nó chơi sang giờ hai răng. Wow, đẹp quá chị. Dạ. Wow. Á nằm đi để cho ảnh hả? Ừ, mà có làm tới mấy đâu. À, cũng tối nó lại nằm tới 3 ngày nó nằm đâu đấy. Ừ, đất cười. Là cái giường 50 triệu. Mỗi phòng là cái nhà cái gì cũng đẹp. Tại giờ mình lớn tuổi mình đêm mình có đi tiểu luôn rồi, ở nhà dưới thì khách tới ở nhà dưới. Ai muốn ở nhà nào thì ở. Nhà này cắt nhiều mấy tỷ. Nhà này cắt hơn tỷ, đâu hơn mấy tỷ. Ủa chị, cái này là ở trong Nam mình làm luôn hả? Hay ngoài Bắc? Cái giường đấy hả? Ừ. Cái giường này mình đặt ở trong Nam nào mới ăn. Mình đặt đấy, mình đặt người ta đấy, đặt cả năm mới được cái giường này. Tức là họ đục đẽo nữa. Đẹp. À này cái lưng là cái bộ đồ gỗ đó nhà để bán đồ hả? Để bán. Để bán nhưng mà chưa gặp được, chưa đục gặp được chủ chưa bán. Còn cây này là cây kim tiền. Phải trả giá chưa? Trả rồi. Trả tỷ không bán, mà nó cũng phải đòi hơn để bán. Thì hàng này hàng vô giá, cẩm này là cẩm để sau này nó là vô giá. Mình bán giá nào mà cái này gặp đúng người mua thì bao nhiêu tiền họ cũng mua. Tại vì cả một cái tỉnh Đồng Nai để không có bộ bàn ghế đó, buộc cái tỉnh Đồng Nai không có ghế đó. Em cho cả nhà mình đi qua cái bộ ghế đấy, thứ hai em đền cho một đi đôi. Không có. Cái nhà này có hàng đồng cái gọi thì nhiều cái cẩm khó kiếm. Dạ cẩm khó kiếm. Em nói em đúng. Cái ông ở nước ngoài ông về đi chơi ông nói là bộ này vô giá. Ông ấy là người cái cẩm là giờ Việt Nam mình sao ấy. Vô giá mình kêu nào cũng được vô giá. Đó thì nhiều tiếng gì chứ mà. Có cầm xe. Cặp cá này nãy chị nói nhiều. Cặp cá tên mua 25 triệu. Đây, hai con luôn ha. Đây là phụ nữ sống hết. Tầm 1 tháng luôn. Tầm 1 tháng luôn. Hai con bán là tầm luôn. Thì cặp cá chép nha mọi người. Cặp cá chép này 25 triệu nè. Không người không cầm. Được tặng luôn cái chậu cây này luôn đúng không chị? Chị nếu mua cặp này 25 triệu tặng luôn cây này đúng không? Đây là sinh năm 1973 Quý Sửu. Châu tháng 6 1973. À tuổi Châu chị ha. Châu. Trời ơi bà trẻ thấy sợ luôn. Chào cả nhà nhé, chúc cả nhà trên đường live của ông anh vui vẻ nhé, tươi trẻ, mạnh khỏe và hôn nhân yêu đời nhé. Rồi, em đây nick em của em là tên em MC Hoa Thiên Lý, ai vào đại học được Hoa Thiên Lý mà nhảy nhót là các kiểu nha. Cái Hoa Thiên Lý là cũng tên mình luôn trong giấy luôn đúng không chị? Dạ. Nhảy nữa. Rồi cảm ơn chị. Ung thư rồi mát gan giải độc tiểu đường rồi là đái đắp tay bếp là có hết mát trong người. Bán hũ này là bán ký hả? Này là 180.000 một ký. Trắng đây là bột sắn dây thiệt, bột sắn dây thiệt 100% chứ không phải là nhà này cũng vậy. Đều bán hàng uy tín hết chứ không bao giờ bán hàng dở. Không bao giờ bán hàng. Đây là nhiều bột sắn dây. Có tên đây luôn nè. Coi như là trôi nổi trên thị trường nhưng mà bột sắn dây này là củ nó dài thế này thích cho keo vuông. Không, cái này là cái nọ để mua được đâu. Em tưởng đâu cái này nó tên của thương hiệu bộ. Không. Cái này là ở ngoài Bắc, người Bắc vào là. Ôi số hoài. Số hoài chó này. Chó này ngoan lắm, hiền lắm. Dạ. Em là cái bộ này cũng đang kêu bán đó hả? Dạ, đang kêu bán đấy, gặp một cách để bán. Là 1 tỷ. Cái bộ này đấy biết đâu cái bán liền này nó khó kiếm lắm. Anh mà về nhà anh bán gốc mai được qua mua cái bộ này của em mà. Hả? Mấy con sợ dữ lắm. Dạ. Chắc của anh có cô rồi cái mai thì mai hoành không? Mai vàng hả? Mai vàng 8 gốc như vậy. Mai vàng giá trị lắm đó chị. Mai vàng nãy thấy cái vườn kia có mà nhỏ không à. À cái đấy vừa rồi mua biếu bố cây 4 triệu để bố trưng Tết. Của anh 780 có rồi. À mai vàng. Tiền dữ lắm á, có cây cả tỷ đó chị. Thiếm tin mà có mà. Anh có biết không cái bộ này đó là vô giá. Nếu mà các anh mà không phải nói dối chứ cứ để đây. Gặp được khách thì có thể tỷ mấy cũng vẫn bán được mà nhưng mà chính thức của nó là nó mở giá bán ra là từ. Nhưng mà nói nó tỷ thì cao chứ nếu mà bằng gốc mai chừng 2 gốc. Hai gốc mai vàng đấy, 2 gốc mai vàng chứ nhiều đúng không? Nhưng mà tính ra chị phải lấy đồ trùm lại chứ bụi quá rồi. Tại vì cái này là lao cũng cực nè. Ôi bây giờ nếu mà về chủ mới ấy, thì phải đánh bóng hết. Đúng rồi, phải làm lại. Đuôi phải mấy triệu, 5 triệu thì xịt bóng. Là phải xịt. Thổi. Nếu anh mua là về em xịt em làm hết cho máy này tận nơi xịt. Có phải giấy đưa cho anh đi đường ơi. Cái xe có giấy đi trở về tận nhà anh luôn. Em có xe về tận nhà anh luôn. Thôi em nè, phải cho khách lên xịt bóng làm thì cái này mình giới thiệu mình hưởng tiền quê hồng chứ xài gì nổi, tỷ mấy thì sao mà xài nổi. Sao xài được. Thôi. Vậy. Thế sao không ở đây ăn cơm không mời cơm. Thôi em về chị. Về. Đây trường mầm non Hoa Sen. Ông mới đi viện về đấy. Ai thầy đó hả chị? Thầy á. Rồi ông con kia được cái tiểu đường ăn mạnh quá. Ủa chị là con thứ của thầy hả? Ủa vậy thầy tới mấy người con? Thầy tới 6. Vậy lại còn 2 người em nữa hả chị? Còn một người mất rồi. Này là 300.000 hả? Bố ơi bố đại gia bố lấy tiền nhiều vào. Không lấy lương đâu lấy nhiều vào. Lấy của giàu cho nghèo. Phải sáng ngày rồi sớm được rồi. Không có thì chị nói đúng rồi đại gia, ảnh nó mở với gia nhiều lắm. Sáng ngày phải qua sớm đi, người ta qua bánh sớm là nấu cơm dặn cơm ta về được rồi. Ngày uống thôi. Dạ. Đợt sau nhá. Đợt sau alo đi xuống mời chúng tôi nhá. Ok chị. Đợt sau mà còn đi xuống alo đi. Dạ. Alo con mời cho. Đây là khách của bố về ngủ gà, ngủ gật, đang mời cho nhà ăn cơm. Dạ, không hỏi đâu vậy á. Lấy, bây giờ lấy luôn.